Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, chụp nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu, chẳng gọi cappuccino hay macchiato, vậy mà chẳng biết tại sao.